Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Sau đây, bản tin Tin Nóng S xin đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến việc người Nga phân tích thừa nhận sức mạnh tàu sân bay của Mỹ. Gần đây có nhiều bài viết về từ nhiều góc độ khác nhau các tàu sân bay của Mỹ, Nga, Trung Quốc đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu một số thông tin về các tàu sân bay của Mỹ nhưng từ một cách tiếp cận khác để những bạn đọc quan tâm tham khảo. Các dữ liệu và số liệu trích dẫn trong bài được tổng hợp từ các bài viết cũng như của Đại tá Hải quân Nga Konstantin Sipkov, các chứng danh khác của ông chúng tôi đã giới thiệu, và từ một số nguồn khác trên bình luận quân sự của Nga để đối chiếu bổ sung. Một, định nghĩa tàu sân bay Mỹ. Tàu sân bay Mỹ trước hết đó là một tàu chiến. Vũ khí của nó là hơn 70 máy bay và máy bay lên thẳng, biên chế tương đương một không đoàn. Hải quân Mỹ có 10 tàu sân bay hạt nhân đa năng và 9 không đoàn không quân tàu sân bay, tạm gọi là không quân hạm, và các tàu sân bay cùng máy bay trên tàu. Là lực lượng tấn công chủ yếu của Hải quân Mỹ trong các hoạt động tác chiến sử dụng vũ khí phi hạt nhân. Trong thời gian ngắn sắp tới, chiếc tàu sân bay đầu tiên trong số 11 tàu lớp mới kiểu Google Four CVN-78 sẽ tham gia trực chiến cùng với 10 tàu sân bay hạt nhân kiểu như Limit CVN-68 hiện có. 2. Chức năng nhiệm vụ của tàu sân bay. Các nhiệm vụ chủ yếu của tàu sân bay Mỹ là chiếm ưu thế trên biển và trên không, tấn công các mục tiêu trên bờ, hỗ trợ hỏa lực trực tiếp bằng không quân cho các lực lượng trên mặt đất. Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh và trong bối cảnh không còn kẻ thù thực sự trên biển, các tàu sân bay Mỹ bắt đầu được sử dụng chủ yếu để tấn công các mục tiêu trên mặt đất tại các quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ và kể cả trên lãnh thổ các nước không trực tiếp đánh nhau với Mỹ. Khả năng cơ động cao của tàu sân bay cho phép chúng nhanh chóng có mặt tại khu vực được xác định trước cho các máy bay trên tàu cất cánh để thực hiện nhiệm vụ tác chiến với tốc độ cơ động lên tới 900 km trên ngày đêm. Khả năng cơ động nhanh của tàu sân bay cũng đảm bảo khả năng sử dụng vũ khí tấn công vào các mục tiêu khu vực duyên hải, nơi có tuyệt đại đa số dân cư trên trái đất sinh sống. Về những tính năng kỹ thuật của tàu sân bay, có một số số liệu sau đây. Tàu sân bay hạt nhân kiểu Nimitz trong 50 năm, tuổi thọ phục vụ có thể có mặt trên biển tối đa 6.000 ngày đêm. Tính toán lý thuyết, đi được quãng đường 3 triệu hải lý trên biển, thực hiện 500.000 chuyến cất hạ cánh của máy bay và máy bay lên thẳng. Về hiệu suất, năng suất, hoạt động của tàu sân bay, đó là khả năng của không đoàn không quân. Trên tàu sân bay trong điều kiện tác chiến, một khoảng thời gian nhất định có thể thực hiện một số lần xuất kích cần thiết để thực hiện một loạt các nhiệm vụ, tấn công và phòng thủ, tác chiến và đảm bảo. Còn trong thời bình là số lần cất cánh cần thiết để duy trì, rèn luyện, nâng cao kỹ thuật bay và chiến đấu, cần có của các phi công. Diễn đạt nôm na là số lần xuất kích tác chiến trong thời chiến và số lần cất cánh cần thiết trong thời bình trên một đại lượng thời gian nhất định. Tiêu chí cuối cùng để tính hiệu suất hoạt động của tàu sân bay, đấy là số lượng các mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất của đối phương bị các phương tiện tác chiến của tàu sân bay tiêu diệt hoặc bị vô hiệu hóa, trong khi tàu sân bay này chắc chắn vẫn không bị đánh chìm hoặc bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tần suất sử dụng máy bay của tàu sân bay phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có kết cấu của tàu, khả năng tác chiến của tàu và của không đoàn trên tàu, điều kiện thời tiết, khí hậu, chất lượng vũ khí, thành phần của cụm tàu sân bay tấn công, tức tàu sân bay cộng tàu hộ tống và khả năng đối phó của đối phương. Kết cấu của tàu sân bay có ảnh hưởng như thế nào để hiệu suất hoạt động của tàu? Chiều dài, chiều rộng của tàu càng lớn, độ giãn nước càng lớn, Nimitz có lượng giãn nước toàn phần 88.000 tấn, còn Guilford 90.700 tấn, thì độ lắc ngang và lắc dọc của tàu càng nhỏ. Nếu độ lắc ngang, độ nghiêng bên sườn so với mặt phẳng nằm ngang trên 50 và độ nghiêng chiều dọc mũi trên 10 thì máy bay không được phép cất và hạ cánh. Diện tích khoang cất và hạ cánh
và khu vực đỗ máy bay càng lớn thì càng mang được nhiều máy bay, diện tích khu vực sửa chữa máy bay và máy bay lên thẳng càng lớn. Khoảng một nửa số máy bay trên tàu có thể bố trí trong các khu vực đỗ có che chắn hoặc dưới hầm tàu, số còn buộc phải để tại các bãi đỗ lộ thiên để bố trí. Một, các thiết bị máy bay. Nâng máy bay có 4 chiếc. 2. Các bộ hãm cũng có 4 bộ, đảm bảo khoảng thời gian cần thiết để hạ cánh của mỗi máy bay trong khoảng từ 45 đến 60 giây. 3. Máy bay phóng máy bay trên boong cất hạ cánh từ mũi và từ góc tàu. Tàu sân bay Nimitz có 4 máy phóng hơi nước đảm bảo cho 3 đến 4 máy bay cất cánh trên 1 phút. Còn Gulfstream có 3 máy phóng điện từ. Lượng giãn nước càng lớn thì tàu sân bay càng mang được nhiều nhiên liệu, dầu mỡ, đạn dược, lương thực thực phẩm, phụ tùng thay thế. Tàu sân bay hạt nhân có thể mang tới 8.100 tấn dầu mỡ đến 2.700 tấn đạn dược các loại và có thể được bổ sung sau mỗi 6 đến 7 ngày đêm và càng ít phụ thuộc hơn vào các tàu đảm bảo đa năng có tốc độ di chuyển tương đối thấp so với tàu sân bay. Thực tế cho thấy, các tàu sân bay có lượng giãn nước 80-90.000 tấn có thể sử dụng các máy bay của mình trên Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trong khoảng 90% thời gian có mặt trên biển. 10% thời gian còn lại, các máy bay không thể hoạt động do gió lớn, tầm nhìn hạn chế, mưa, biển động, sóng lớn, nhiệt độ không khí. Các tàu sân bay Mỹ, đó là những tàu yêu khí hậu nóng, chúng cố gắng hạn chế tối đa số lần phải vượt quá vòng cực, vĩ độ 66-33-44. Chúng càng tránh sóng lớn vì độ cao trọng tâm của tàu tương đối lớn. Tàu sân bay Mỹ kỵ các khu vực có gió lớn vì các máy bay F/A-18C chỉ có thể cất cánh khi tốc độ gió dưới 18 m trên giây và hạ cánh khi tốc độ gió dưới 10 m trên giây. Do có rất nhiều trang bị các loại khác nhau nên tàu sân bay cần phải thường xuyên tiến hành sửa chữa. Yếu tố này ảnh hưởng lớn tới năng suất hoạt động của không đoàn trên tàu sân bay trong suốt vòng đời của tàu, tức thời gian tàu có mặt trong trang bị của hải quân. Để đảm bảo không xảy ra sự cố, tàu sân bay kiểu Nimitz phải được đưa đến các nhà máy để tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng trung bình cứ sau mỗi 1,5 năm hoạt động. Thời gian mỗi đợt sửa chữa và bảo dưỡng tùy thuộc vào cấp độ. Chúng ta không đi sâu vào chi tiết nhưng thường ví như sau. 1. Từ 30 đến 59 ngày đêm nếu sửa chữa và bảo dưỡng một số hệ thống chuyên dụng trên tàu như thay thế và sửa chữa một số bộ phận động cơ, máy phóng máy bay. 2. Từ 120 đến 130 ngày nếu sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng tại ụ tàu, sơn, sửa thân tàu, kiểm tra và hiện đại hóa các hệ thống trên tàu. 3. Từ 135 đến 190 ngày đêm nếu đưa tàu lên ụ để sửa chữa vừa hoặc sửa chữa lớn thân tàu và các trang thiết bị. 4. Từ 245 đến 610 ngày đêm nếu đại tu thân tàu và trang thiết bị. 5. Từ 975 đến 1280 ngày đêm nếu thay nhiên liệu và đại tu. Tổng thời gian sửa chữa bảo dưỡng của tàu chiếm 25 đến 30% tuổi thọ và vì thế thời gian hoạt động trên biển chỉ còn 33, tức 6.000 ngày đêm như đã nói ở trên. 3. Khả năng tác chiến. Khả năng tác chiến của tàu sân bay được xác định bằng các chỉ số như mức độ trang bị vật chất cho tàu và cho không đoàn, nói ngắn gọn số lượng và chất lượng phương tiện kỹ thuật quân sự vũ khí trên tàu, thành phần biên chế nhân sự trên tàu và của không đoàn, trình độ huấn luyện và kỹ năng của nhân viên trên tàu và của các phi công máy bay hạng. Có một số tiêu chí để đánh giá khả năng chiến đấu của tàu sân bay và khả năng này được phân thành các mức, cao nhất là C1, chấp nhận được là C3 và thấp nhất là C5. Khái niệm mức độ trang bị vật chất cho tàu còn có nghĩa là tình trạng kỹ thuật của các trang thiết bị đó được duy trì ở cấp độ cần thiết. Ví dụ trong chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iraq năm 2003, tỷ lệ các máy bay và máy bay lên thẳng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tình trạng kỹ thuật tốt có thể cất cánh tác chiến là hơn 75% tổng số máy bay và máy bay lên thẳng trên tàu sân bay và ở khoảng 78,8-92,1% trong toàn bộ các máy bay được huy động tham gia chiến dịch. Hải quân Mỹ cũng áp dụng định mức quy chuẩn khoảng thời hạn sử dụng thân và động cơ máy bay giữa hai thời kỳ sửa chữa. Trong các năm tài chính 2015-2017, mỗi năm bay của Không quân Hải quân Mỹ và Quân đoàn Lính thủy đánh bộ với tổng số giờ bay định mức của hai lực lượng này là gần 1 triệu giờ, hơn 4.000 máy bay với
8.000 động cơ, thì hàng năm phải đưa 1.800 động cơ và gần 400 thân máy bay đến các nhà máy để sửa chữa bảo dưỡng. Trình độ huấn luyện chiến đấu của các tổ lái được đánh giá bằng một loạt các tiêu chí. Nếu biên chế nhân sự của không quân chiến thuật là 1,54 tổ lái trên một máy bay, mà thời gian bay huấn luyện trung bình hàng tháng của mỗi tổ lái là 18 giờ, thì thời gian bay huấn luyện hàng năm có thể là 216 giờ trên một tổ lái và 333 giờ cho mỗi phương tiện bay. Tổ lái máy bay tiêm kích, cường kích dứt khoát phải có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: cất cánh từ tàu sân bay, điều khiển máy bay trong mọi điều kiện thời tiết, nhận tiếp dầu trên không, hạ cánh xuống tàu sân bay, không cho đối phương tiếp cận tàu sân bay, phong tỏa khu vực tác chiến trên biển và trên đất liền, tiến hành các hoạt động tác chiến trên biển, hộ tống, bay bảo vệ các máy bay khác. Tuần tiễu tác chiến trên không, cất cánh đánh chặn máy bay đối phương khi đang ở trong trạng thái đang trực chiến trên bon, cơ động trong không chiến, chế áp lực lượng phòng thủ của đối phương, hỗ trợ đường không trực tiếp cho các lực lượng mặt đất. Thực hiện chức năng dẫn đường chỉ mục tiêu, sử dụng các phương tiện hàng không để phát hiện các mục tiêu trên mặt đất, sử dụng vũ khí lớp không đối đất, sử dụng vũ khí lớp không đối không, sống sót trong tác chiến, điều khiển có nghĩa là thi hành mệnh lệnh, truyền lệnh, chuyển tiếp và tiếp nhận báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, giữ liên lạc, giải mìn, hoạt động phối hợp, có nghĩa là phối hợp với các lực lượng mặt đất và với lực lượng không quân của không quân Mỹ, không quân của quân đoàn lính thủy đánh bộ và không quân lục quân. Điểm khác giữa các phi công của các không đoàn tàu sân bay với phi công của quân chủng khác còn ở chỗ họ có kỹ năng cất cánh trên các máy phóng và sử dụng thiết bị hãm khi hạ cánh xuống tàu sân bay. Để phục vụ công tác huấn luyện tác chiến, hàng năm Hải quân Mỹ sử dụng gần 100.000 quả bom đường không và không quân hải quân sử dụng đại bộ phận số bom này. Mức độ rèn luyện kỹ năng phòng không và phòng thủ chống tên lửa của không đoàn trên tàu sân bay rất khó xác định bởi vì hiện đang có xu hướng giảm các động cơ tác động của máy bay trong các trận không chiến. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy, trong các năm từ năm 1965 đến năm 2014, trên thế giới đã xảy ra 1.450 trận không chiến, và trong phần lớn các trận này, phi công chiến đấu sử dụng tên lửa tầm xa, hạn chế tối đa nhu cầu cơ động của các phương tiện mang máy bay. Khả năng tác chiến đấu của tàu sân bay có liên quan trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của nó. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của tàu sân bay, đấy là khả năng của tàu đang trực chiến có thể triển khai các hoạt động tác chiến sau một khoảng thời gian nhất định kể từ khi nhận lệnh. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, một tàu sân bay được coi là sẵn sàng chiến đấu nếu tàu này có thể ra biển sau 24 giờ kể từ khi nhận lệnh và sau đó có mặt liên tục trên biển trong vòng 3 tuần, hoặc là tàu sân bay có thể ra biển và tiến hành các hoạt động tác chiến sau khoảng thời gian đến 4 ngày đêm kể từ thời điểm nhận lệnh và hoạt động trên biển, tức được triển khai không ít hơn 56 ngày đêm. Đầu thế kỷ này, Hải quân Mỹ đã quy định trong thời hạn 30 ngày đêm kể từ khi nhận lệnh, phải có 6 trên 12 tàu sân bay có thể ra biển hoặc hoạt động trên biển, còn trong thời hạn đến 90 ngày, 8 tàu sân bay. Việc Hải quân Mỹ hiện chỉ có trang bị 10 đến 11 tàu sân bay, và trong thời gian gần đây các tàu này đang gặp một số vấn đề, thời gian sửa chữa kéo dài hoặc được đưa đi sửa chữa chậm so với kế hoạch, có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các định mức này. 4. Sức mạnh tấn công chủ yếu của các sân bay nổi không quân tàu sân bay Mỹ đó là hơn 1.100 máy bay và máy bay lên thẳng được biên chế cho các không đoàn có thành phần tương tự nhau. Có 9 không đoàn không quân hỗn hợp tàu sân bay CVW. Mỗi không đoàn có 4 phi đội tiêm kích cường kích đến 12 chiếc FA-12CEF mỗi phi đội. Mỗi phi đội máy bay tác chiến điện tử, 4 chiếc EA-18G, một phi đội máy bay phát hiện radar từ xa và điều khiển, 4 chiếc E-2D, 2 phi đoàn đội máy bay lên thẳng đến 15 chiếc máy bay lên thẳng chống ngầm MH-60R và máy bay lên thẳng đa năng MH-60S, một đội máy bay vận tải, 2 máy bay C-2, tổng cộng là hơn 70 chiếc. Mỗi không đoàn được biên chế cho một tàu sân bay nhất định. Máy bay và máy bay lên thẳng của không đoàn đó sẽ bay từ các căn cứ không quân trên bờ đến tàu sân bay khi tàu này được lệnh triển khai trên biển và rời tàu sân bay ngay sau tàu nhận lệnh trở về căn cứ đóng quân thường xuyên.
Không quân tàu sân bay là loại vũ khí sử dụng nhiều lần của tàu sân bay. Ví dụ FA-18EF theo tính toán sẽ thực hiện 6.000 giờ bay. Nếu được sửa chữa và hiện đại hóa thì thời gian bay là 9.000 giờ, với thời gian trung bình hàng năm vào khoảng 350 giờ. Định mức mỗi máy bay FA-18C thực hiện 4,5 lần xuất kích trên ngày đêm trong các cuộc tập trận bay huấn luyện và 2 lần trên ngày đêm trong điều kiện tác chiến, còn phi công 2 chuyến xuất kích trên ngày đêm trong cả khi bay tập và cả trong tác chiến. Trong chiến dịch quân sự năm 2003, 12 máy bay FA-18EF của phi đội không quân tiêm kích cường kích trên tàu sân bay hạt nhân Abraham Lincoln CVN-72 trong vòng 16 ngày đêm đã thực hiện 560 chuyến xuất kích. Loại máy bay này với trọng lượng cất cánh tối đa 30 tấn, trọng lượng rỗng 14 tấn và trọng lượng hạ cánh không lớn hơn 19,5 tấn, có thể mang 8 tấn bom, tên lửa, đạn và 6,5 tấn nhiên liệu bên trong, 7 tấn nhiên liệu trong 5 thùng dầu phụ treo bên ngoài, tốc độ tối đa đạt 1.915 km/h. Với 11 móc treo, nó có thể mang một khối lượng bom và tên lửa nhất định bay ở cự ly 1.250 km, không cần tiếp dầu trên không, bán kính hoạt động tùy thuộc vào khối lượng vũ khí và nhiên liệu trên máy bay. Hiệu suất hoạt động của không quân tàu sân bay tính theo tiêu chí số lần xuất kích có thể tạm chia thành 4 loại: 1 là theo tính toán, 2 là tối đa, 3 là hàng ngày và 4 là trong điều kiện tác chiến. Hiệu suất hoạt động theo tính toán của một không đoàn tàu sân bay được tính bằng tổng số lần cất cánh, hạ cánh trên tàu đó trong suốt vòng đời của chiếc tàu sân bay này. Bởi vì mỗi tàu sân bay có thời gian hoạt động là 50 năm và thực hiện 500.000 lần cất hạ cánh trên 6.000 ngày đêm có mặt trên biển, thì đối với tàu sân bay kiểu Nimitz, con số trung bình của các chuyến xuất kích trong mỗi năm của tàu trong suốt vòng đời 50 năm là 10.000. Trong một ngày đêm, suốt vòng đời của tàu là 27,4 và 83,3 chuyến xuất kích của máy bay và máy bay lên thẳng một ngày đêm, tính theo thời gian tàu có mặt trên biển. Trong số 500.000 chuyến xuất kích, có trên 22% số lớn, hơn 110.000 chuyến là của máy bay lên thẳng dưới 78%, đến 390.000 chuyến là của máy bay, tỷ lệ này cũng tương đương với tỷ lệ máy bay lên thẳng máy bay trên tàu. Hiệu suất tối đa đó là khả năng của không đoàn tàu sân bay trong thời gian từ 1 đến 6 ngày đêm liên tục có thể thực hiện số lần xuất kích tối đa để thực hiện nhiệm vụ. Kỷ lục hiện nay đang thuộc về tàu sân bay Nimitz, kỷ lục này được lập năm 1997. Không đoàn của tàu sân bay này được tăng cường lực lượng đảm bảo kỹ thuật chỉ trong vòng 4 ngày đêm liên tục đã thực hiện 250 chuyến xuất kích trên ngày đêm. Trong đó có 200 chuyến là của máy bay tiêm kích, cường kích, máy bay tiêm kích và các máy bay tác chiến điện tử. Hiệu suất hàng ngày đó là tổng số các chuyến bay của không đoàn trong thời gian không đoàn có mặt trên tàu sân bay, không tính tới các chuyến bay của không đoàn trong thời gian của các máy bay và máy bay lên thẳng của nó đóng tại các sân bay trên đất liền. Khi tiến hành các chuyến bay huấn luyện tác chiến thường xuyên và tham gia vào các hoạt động tác chiến có hệ thống trong các chiến dịch quân sự, năm 2014, một chiếc máy bay của không đoàn tàu sân bay hạt nhân Carvation CVN-70 đã thực hiện lần hạ cánh thứ 230.000 xuống chiếc tàu bằng thiết bị hãm sau 32,55 Carvation có mặt trong trang bị. Thành thử, con số trung bình các lần cất hạ cánh trong một năm của tàu này là 7.077, con số tính toán là 7.800 và trong một ngày đêm là 19,4, con số tính toán là 21,4. Và điều đó có nghĩa là trong 50 năm vòng đời của tàu thì với nhịp độ như vậy, các máy bay của tàu có thể thực hiện 360.000 chuyến xuất kích. Cũng trong năm 2014, tàu sân bay Aerobus CVN-77 trong thời gian 273 ngày đêm hoạt động trên biển, ghé thăm 6 cảng nước ngoài với hải trình 73.400 hải lý, đã thực hiện 12.524 chuyến xuất kích, trong đó có 9.689 là của máy bay, chiếm tỷ lệ 77,4%, và 2.853 là của máy bay lên thẳng 22,6%. Với số lượng trung bình số lần cất cánh trong thời gian trên biển trên một ngày đêm là 49, không đoàn của tàu này trong thời gian là 6.000 ngày đêm hoạt động trên biển có thể thực hiện 300.000 chuyến xuất kích. Từ những số liệu đã dẫn nói trên, năng suất hoạt động hàng ngày thực tế ở một tàu, số tàu sân bay, kể cả tổng số lần máy bay lên thẳng cộng máy bay lẫn số lần xuất kích chỉ riêng của máy bay, hiện đang thấp hơn con số tính toán.
Trong hoạt động hàng ngày, không đoàn tàu sân bay thực hiện hơn 70% số lần cất cánh vào thời gian ban ngày và dưới 30% vào ban đêm. Tỷ lệ số lần gặp sự cố trung bình là của Không quân, Hải quân Mỹ trong giai đoạn 2004-2014 là 0,88 vụ trên 100 giờ hoạt động trên không. Hiệu suất tác chiến, đấy là cường độ sử dụng không quân trên tàu trong các chiến dịch quân sự. Trong những năm chiến tranh lạnh, người ta tính toán là một không đoàn của một tàu sân bay trong các hoạt động tác chiến trên một ngày đêm. 12 giờ bay, 12 giờ bảo dưỡng bay với chu kỳ các chuyến xuất kích là 1 giờ 40 phút của 8 cụm máy bay. Mỗi cụm 15 đến 17 máy bay có thể thực hiện đến 120-130 chuyến xuất kích. Trong các chiến dịch quân sự từ năm 1991, các chuyên gia quân sự đã khẳng định rằng tàu sân bay đôi khi có thể thực hiện tối đa đến 140 lần xuất kích, trong đó có đến 90 chuyến của các máy bay tấn công trên một ngày đêm trong vòng một ngày, từ 120 đến 130 chuyến cất cánh trên một ngày đêm liên tục trong vòng một tuần, tối đa 12 nhóm, mỗi nhóm 8 đến 20 máy bay, 100 đến 110 chuyến xuất kích trên một ngày đêm liên tục trong vòng một tháng. Xin dẫn các con số của tàu sân bay Theodore Roosevelt CVN-71 để tham khảo. Trong chiến dịch quân sự chống Iraq năm 1991, không đoàn của tàu này trong vòng 39 ngày đêm đã thực hiện 4.149 lần xuất kích, trong đó có 1.624 lần 39% là tấn công, 1.240 lần 30% là để chiếm ưu thế trên không và 1.285 31% là tiến hành các hoạt động tác chiến và đảm bảo hậu cần. Tần suất trung bình các lần xuất kích trên một ngày đêm bay là 106, còn ngày tối đa là 140 lần. Trong chiến dịch quân sự chống Nam Tư năm 1999, cũng không đoàn của tàu này với 72-74 máy bay trong 56 ngày đêm bay đã thực hiện 4.270 lần xuất kích. Trong đó để tấn công 1.587% sử dụng hơn 800 tấn đạn dược, tấn công 535 mục tiêu, 88 mục tiêu cố định, 447 mục tiêu chiến thuật, tần suất trung bình 76 lần xuất kích trên ngày đêm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm tần suất cất cánh tác chiến của không đoàn là tỷ lệ vũ khí chính xác cao, tổng số vũ khí trên tàu sân bay tăng lên. Để tiêu diệt các mục tiêu cần ít đạn dược hơn và vì thế số lượng các lượt xuất kích cũng giảm đi. Tỷ lệ sử dụng vũ khí chính xác cao, tổng số các loại vũ khí của Mỹ và các đồng minh trong chiến dịch quân sự tăng từ 8% năm 1991 lên 35% năm 1999, 37% năm 2001 và tới 68% năm 2003. Đối với không quân tàu sân bay, tỷ lệ cũng tăng từ 1% năm 1991 lên 37% năm 1999, 57% năm 2001 và 95% năm 2003. Nghịch lý là ở chỗ đối với những loại vũ khí chính xác với xác suất bắn trúng mục tiêu khi đó là 0,5 đến 0,75. Hiện nay không vượt quá 0,98 với độ tin cậy 0,95 thì không còn đủ mục tiêu để tấn công. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.